À, xin chào các bạn, chúng ta đang ở gian hàng Octory, một cái thương hiệu Đài Loan. Ở gian hàng này chúng ta bắt gặp một cái sản phẩm rất là đặc biệt, đó là một cái hệ thống, hay chúng ta gọi ngắn gọn là một cái tủ, cho phép chúng ta chụp một cái sản phẩm ở một cái góc độ 360 và giúp chúng ta thấy được nó ở dạng hình ảnh 3D. Chúng ta có thể xây ở mọi góc và chúng ta xem nó như là một cái sản phẩm 3D ở trên máy tính, hoặc là chúng ta có thể đưa nó lên web. Như các bạn thấy thì về tổng quan của hệ thống này thì nó sẽ bao gồm 3 phần. Đây là phần chính của nó, là một cái tủ cho phép chúng ta đặt một cái sản phẩm vào, và bên trong nó có một cái khay, nó sẽ quay cái sản phẩm đó 360 độ và để cho một cái máy ảnh bên ngoài, bởi ảnh bên ngoài đây. Sau một vài giây thì nó sẽ chụp mọi bức ảnh. Bao nhiêu giây để chụp bức ảnh là do cái cấu hình mà chúng ta thiết lập ở trong một cái bộ phận khác, đó là bộ phận thứ ba. Đây là chiếc máy tính. Đây là chiếc máy tính trung tâm điều khiển của cái hệ thống này. Nó có thể liên lạc được với chiếc máy ảnh cũng như là cái tủ này để điều khiển cái tủ quay và điều khiển cái máy ảnh là bao nhiêu giây nó sẽ chụp một bức ảnh. Sau đó nó sẽ làm cái công tác là nó sẽ liên kết tất cả các bức ảnh đó lại thành flash, thành video hay là thành HTML5 và cho chúng ta kết quả như chúng ta mong muốn. Như các bạn thấy là camera, máy ảnh của chúng ta đang chụp một cái sản phẩm đang được quay 360 độ. Và sau khi mà cái máy ảnh này nó có thể chụp được đầy đủ các bức ảnh mà nó mong muốn thì nó sẽ chuyển qua một phần mềm, sau đó xử lý ra một cái file video, một file animation hoặc là một cái file HTML5 như chúng ta đang thấy trên màn hình. Chúng ta có thể xoay cái sản phẩm này ở mọi góc để chúng ta nhìn nó kỹ hơn. Phía trước, phía sau, bên hông, 360 độ khác nhau. Ngoài ra chúng ta có thể phóng to nhỏ để xem các kích cỡ khác nhau. Ồ, thật là thú vị đúng không các bạn? Xin cảm ơn.